Người hùng chống tham nhũng Nguyễn Bá Thanh là kẻ đại tham nhũng. Một tình tiết bất ngờ trong phiên tòa vụ dọa giết Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ. Bị cáo Cường trong vụ án đe dọa giết ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khai trước tòa rằng lô biệt thự L09 trên núi Sơn Trà do ông đứng tên dùm. Vào ngày 9 tháng 2, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Đào Tấn Cường, sinh năm 1969. Trú tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, nguyên phó giám đốc công ty cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex chi nhánh Đà Nẵng, anh trai của ông Đào Tấn Bằng, nguyên chánh văn phòng thành ủy Đà Nẵng, về tội đe dọa giết người. Bị hại trong vụ án là ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, và ông Trần Phước Sơn, phó chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Theo cáo trạng vụ án, ông Cường soạn tin nhắn có nội dung: rồi mày cũng phải trả giá thôi, mày lừa thầy phản bản, mày sẽ phải hứng lấy quả báo, rồi mày cũng chết bờ chết bụi thôi, mày còn vợ con nữa đó, và nợ máu phải trả bằng máu, rồi gửi đến hai người trên. Cường thừa nhận đã đe dọa xâm hại đến tính mạng của ông Thơ và ông Sơn bằng các tin nhắn. Cáo trạng cho biết, bị cáo Cường khai nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là vào năm 2006. Bà Lê Thị Ngọc Oanh, sinh năm 1970, trú tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, là vợ của Đào Tấn Cường, đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng lô đất L09 tại khu biệt thự Suối Đá, bán đảo Sơn Trà. Theo đó, lô đất biệt thự này vợ Cường đứng thay tên giúp gia đình ông Nguyễn Bá Thanh. Sau khi ông Thanh mất, Đào Tấn Cường đã làm thủ tục trả lại bằng cách lập hợp đồng mua bán với vợ chồng em của ông Thanh. Tuy nhiên, từ năm 2015, có nhiều đơn tố cáo cho rằng lô đất L09 là của ông Đào Tấn Bằng, chánh văn phòng thành ủy Đà Nẵng, em trai của ông Cường, nhờ bà Lê Thị Ngọc Anh đứng tên giúp. Ủy ban kiểm tra thành ủy Đà Nẵng đã thanh tra, kiểm tra và kết luận không có sự việc như nội dung tố cáo, nhưng khi ông Bằng được cân nhắc bổ nhiệm, luân chuyển công tác lại có đơn tố cáo. Ông Cường cho rằng chính ông Trần Phước Sơn là người tập hợp đơn thư tố cáo và đề xuất ông Huỳnh Đức Thơ ký văn bản đề nghị thanh tra. Do bức xúc nên Cường đã nhắn tin để đe dọa ông Thơ và ông Sơn. Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Cường một lần nữa khẳng định lô đất biệt thự L09 trên núi Sơn Trà là do gia đình cố bí thư thành ủy Đà Nẵng nhờ ông Cường đứng tên giúp. Bị cáo Cường cũng nói, gia đình ông đã làm hồ sơ chuyển quyền sử dụng lô L09 trên cho em vợ của cố bí thư Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh trước khi xảy ra vụ án. Về vấn đề này, hội đồng xét xử hỏi bị cáo có giấy tờ chứng minh việc đứng tên giúp này không? Bị cáo trả lời, không có. Trước đó, liên quan đến lô biệt thự L09 trên núi Sơn Trà, ông Nguyễn Thành Tiến, phó chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, thuộc dự án giao đất Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu biệt thự bán đảo Sơn Trà. Dự án có 137 biệt thự và có xây dựng một biệt thự mẫu tại lô L09. Tuy nhiên, ông cho hay chỉ mới nhìn thấy từ xa và không biết đang thuộc sở hữu của ai, do ai quản lý, có hay không người cư trú bên trong. Ông Tiến nói không nắm được thông tin nên xin phép chưa thể nói gì. Ông Tiến cũng nói rằng Đà Nẵng đang có một kế hoạch rà soát riêng dự án này, trong đó có lô L09 với căn biệt thự mẫu. Nghi ngờ ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch thành phố Đà Nẵng vì tư thù cá nhân nên cho thanh tra lô đất L09 ở Sơn Trà, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của mình cũng như giảm uy tín em trai Đào Tấn Bằng, nên ông Đào Tấn Cường đã mua sim điện thoại để nhắn tin, đe dọa ông Thơ. Vào sáng ngày 9 tháng 2, Tòa án thành phố Đà Nẵng đã mở phiên xử sơ thẩm vụ đe dọa giết Chủ tịch thành phố Đà Nẵng đối với ông Đào Tấn Cường, sinh năm 1969, ngụ tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu. Ông Huỳnh Đức Thơ đã không có mặt tại phiên tòa mà cử hai luật sư đại diện. Trước khi bị bắt, ông Đào Tấn Cường là phó giám đốc công ty cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex chi nhánh tại Đà Nẵng. Ông cũng là anh trai của cựu chánh văn phòng thành ủy Đà Nẵng Đào Tấn Bằng. Vào tháng 7 năm 2017 là thời điểm cao trào của cuộc đấu đá giữa cựu bí thư Nguyễn Xuân Anh và cựu chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ. Trong khi ông Nguyễn Xuân Anh cho người tung ra tài liệu về khối tài sản khổng lồ của Huỳnh Đức Thơ, thì ngược lại, ông Thơ cho thanh tra một loạt dự án trên bán đảo Sơn Trà
liên quan đến Nguyễn Xuân Anh và người đứng đằng sau dự án đó là đại gia thất thế Vũ Nhôm, tức là Phan Văn Anh Vũ. Lô đất L09 cũng nằm trong số dự án bị thanh tra. Theo cáo trạng, ông Cường khai nguyên nhân bắt nguồn từ năm 2006. Vợ ông là bà Lê Thị Ngọc Oanh, 48 tuổi, đứng tên lô đất có diện tích 8.500m², lô 09 tại biệt thự Suối Đá, bán đảo Sơn Trà. Trong đó có 300m² là đất thổ cư, được phép xây dựng, sử dụng lâu dài. Diện tích còn lại được dùng để trồng cây. Ông Cường cho biết, lô đất này thực sự không phải của gia đình ông, mà vợ ông chỉ là người đứng tên giùm cho ông Nguyễn Bá Thanh, cố bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Vào tháng 3 năm 2015, sau khi ông Nguyễn Bá Thanh mất, ông Cường đã trả lại lô đất trên lại cho gia đình ông Thanh. Để tránh bị điều tiếng vì sở hữu quá nhiều lô đất, nên gia đình ông Nguyễn Bá Thanh đã nhờ ông Đào Tấn Bằng, Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, đứng tên giùm lô đất L09. Vào thời điểm đó, tức là năm 2015, ông Trần Đình Trung, một cư dân ở Đà Nẵng sở hữu lô đất bên cạnh lô L09, đã tố cáo ông Đào Tấn Bằng lấn chiếm lô đất của mình. Theo ông Trung, lô đất thực sự là của ông Bằng, nhưng lại nhờ bà Oanh đứng tên giùm. Ủy ban kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng vào thời điểm đó đã cho thanh tra và đưa ra kết luận là không hề có sự việc như tố cáo. Tuy nhiên khi ông Bằng được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng thì lại có đơn tố cáo. Theo lời khai của ông Cường, do nghi ngờ ông Trần Phước Sơn, Phó Chánh văn phòng Thành ủy Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đề xuất ông Huỳnh Đức Thơ thanh tra lô L09 ở Sơn Trà để trả đũa việc người bên Thành ủy đã tung khối tài sản của ông Thơ lên Internet, nên ông đã mua sim điện thoại nhắn tin dọa giết ông Sơn và ông Thơ. Liên tiếp trong những ngày giữa tháng 7 năm 2017, ông Huỳnh Đức Thơ và Trần Phước Sơn liên tục nhận các tin nhắn đầy tính đe dọa như đồ mất giày, nợ máu phải trả bằng máu, rồi mày cũng phải trả giá thôi, mày lừa thầy phản bản, mày sẽ phải hứng lấy quả báo, rồi mày cũng chết bờ chết bụi thôi, mày còn vợ con nữa đó. Trong quá trình điều tra, ông Huỳnh Đức Thơ và những người trong gia đình cho biết khi nhận được tin nhắn đe dọa, có số điện thoại lạ gọi tới nhưng không hề nói gì. Chưa hết, vợ ông Thơ đi làm lại có người theo dõi, bám theo. Những sự việc này diễn ra nhiều lần khiến ông Thơ lo lắng. Ông đã đề nghị Bộ Công an vào cuộc. Theo sự đề nghị của ông Thơ, Bộ Công an đã cử người vào điều tra và phát hiện người nhắn tin đe dọa là ông Đào Tấn Cường. Tháng 8 năm 2017, ông Cường bị bắt và di lý ra Hà Nội để phục vụ việc điều tra xét hỏi trong lúc cao trào của màn đấu đá giữa ông Nguyễn Xuân Anh và ông Huỳnh Đức Thơ diễn ra. Chỉ một thời gian ngắn sau khi ông Cường bị bắt, ông Nguyễn Xuân Anh cũng bị kỷ luật, cách chức Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, rớt mất chiếc ghế bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Ông Đào Tấn Bằng, em trai ông Cường cũng bị thuyên chuyển đi nơi khác, không còn ngồi vào chiếc ghế Chánh văn phòng Thành ủy nữa. Tại tòa, luật sư đại diện của ông Huỳnh Đức Thơ cho biết, ông này không hề biết đến lô đất L09, cũng không có bất cứ chỉ thị thanh tra liên quan đến lô đất này. Sau khi nghị án, tòa đã tuyên ông Đào Tấn Cường 18 tháng tù giam vì căn cứ vào những tình tiết giảm nhẹ. Trước đó, Viện Kiểm sát đề nghị mức án dành cho ông Cường là từ 2 đến 3 năm tù. Vũ Nhôm bị bắt và thần tượng Nguyễn Bá Thanh. Vào chiều ngày 4 tháng 1 năm 2018, thông tin từ Bộ Công an Cộng sản Việt Nam cho biết, cơ quan điều tra của Bộ đã tiếp nhận Phan Văn Anh Vũ, tức là Vũ Nhôm, sau khi Bộ Nội vụ Singapore trục xuất ông này ra khỏi lãnh thổ. Trước đó vào sáng ngày 4 tháng 1, Phan Văn Anh Vũ bị chính phủ Singapore ra lệnh trục xuất. Phía Singapore nói, ngoài hộ chiếu Việt Nam mang theo, ông Vũ còn mang theo cả một hộ chiếu không phải của Việt Nam, có tên là Antigua và Barbuda. Đây là quốc đảo nằm ở vùng biển Caribe. Trong lá thư gửi cho luật sư đại diện cho Vũ Nhôm là ông Cho Jesse, cục di trú của Singapore cho biết họ đã cho ông Cho tiếp xúc với thân chủ của mình vào ngày 3 tháng 1. Cũng trong lá thư, cục di trú còn nói ông Vũ Nhôm đã vi phạm đạo luật xuất nhập cảnh, nhận được lệnh tạm giữ và phải trục xuất. Cùng với đó, ông Vũ đã nhập cảnh vào Singapore mang theo một hộ chiếu mà không mang tên của mình. Chính phủ Việt Nam đã gửi thông báo cho Singapore nói rằng đó là hộ chiếu giả và mang một cái tên giả. Có một tình tiết hết sức đặc biệt, cục di trú Singapore cho biết
Ông Phan Văn Anh Vũ là đối tượng nằm trong thông báo đỏ của Interpol, tổ chức hình cảnh quốc tế, vì phạm tội ở Việt Nam. Với những vi phạm trên, chính phủ Singapore đã trục xuất Phan Văn Anh Vũ, và ngay tức khắc, chính quyền Cộng sản Việt Nam đã tiếp nhận ông này để đưa về nước quy án. Trong thông báo gửi cho báo chí được phát đi vào chiều ngày 4 tháng 1, Bộ Công an Cộng sản Việt Nam đã bắt được Phan Văn Anh Vũ, sinh năm 1975, trú tại số 82 Trần Quốc Toàn, quận Hải Châu, Đà Nẵng, vì đã vi phạm pháp luật Việt Nam và bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Theo những gì mà truyền thông trong nước loan tin trước đó, có tất thảy 9 dự án vàng và 31 nhà công sản đã lọt vào tay Phan Văn Anh Vũ, trải qua nhiều thời bí thư, chủ tịch thành phố Đà Nẵng. Đáng kể trong số đó có rất nhiều nhà công sản và dự án vàng đã thuộc sở hữu của Vũ Nhôm trong giai đoạn từ 2006 đến 2011. Thời điểm này trùng với thời kỳ ông Nguyễn Bá Thanh còn làm bí thư và ông Trần Văn Minh làm chủ tịch thành phố. Thân thế của Phan Văn Anh Vũ không có gì đặc biệt, thông qua cái tên Vũ Nhôm phần nào cho biết xuất thân của ông này. Trước năm 2006, Vũ chỉ là một người đi làm nhôm kính, xây dựng bình thường. Nhưng vào thời kỳ hoàng kim về đất đai ở Đà Nẵng, từ năm 2006 đến 2011, từ một người chẳng có gì đặc biệt, Vũ bất chợt thành đại gia lừng lẫy chỉ trong vòng một đêm. Trên tờ Một Thế Giới ra ngày 22 tháng 12 năm 2017 cho biết, trong số 2 dự án đang được thanh tra chính phủ thanh tra toàn diện, 9 dự án và 31 nhà công sản đang bị cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an thanh tra liên quan đến Vũ Nhôm, phần lớn đều liên quan đến chữ ký của ông Trần Văn Minh, thời kỳ ông làm chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Những dự án vàng, nhà công sản sau khi được bán cho Vũ Nhôm với giá rẻ mạt đã được ông này sang tay cho những người khác với số tiền chênh lệch lên đến vài trăm tỷ đồng. Trong suốt thời gian dài như vậy, dưới sự bảo kê của chính quyền thành phố Đà Nẵng, Vũ Nhôm đã trở thành đại gia, thao túng hết thị trường bất động sản ở thành phố này. Trong suốt thời gian dài trên, thật khó có thể tin được rằng chính quyền Trung ương Cộng sản Việt Nam lại không hề hay biết. Họ biết tất, nhưng không dám đụng đến những nhóm tư bản thân hữu này. Vào năm 2017, khi những vụ đấu đá giữa Nguyễn Xuân Anh, lúc đó còn là bí thư Đà Nẵng, và Huỳnh Đức Thơ, chủ tịch thành phố nổ ra, chính phủ Cộng sản Việt Nam đã phái Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vào thị sát bán đảo Sơn Trà, nơi đang diễn ra các dự án băm nát vùng đất trọng yếu, từ quốc phòng cho đến bảo tồn thiên nhiên. Sau khi đến đây, ông Đam đã phải lặng lẽ quay về vì không dám đụng đến nhóm lợi ích thân hữu này. Dưới thời Nguyễn Xuân Anh, Vũ Nhôm vẫn giữ được những ưu ái trên. Trong thể chế độc tài Cộng sản, Vũ Nhôm và thân hữu của mình giữ tròn, ăn hết thì những lãnh đạo khác chẳng còn gì để ăn. Từ đó đã nảy sinh mâu thuẫn, mà ở đây là Huỳnh Đức Thơ với Nguyễn Xuân Anh. Được sự hậu thuẫn của Nguyễn Xuân Phúc, Huỳnh Đức Thơ đã làm một cuộc đảo chính, hất cẳng Nguyễn Xuân Anh ra khỏi Đà Nẵng, và kết cục như ta đã thấy đối với Phan Văn Anh Vũ. Tất cả những kết cục hôm nay đều bắt đầu từ thời của Nguyễn Bá Thanh, một người mà người dân Đà Nẵng và rất nhiều người khác coi là thần tượng. Ngay cả khi ông Thanh có những lời phát ngôn bất chấp luật pháp, vẫn được ủng hộ một cách điên cuồng, hay khi người dân biết rõ ông Thanh là lãnh chúa miền Trung, tiền muôn bạc vạn thông qua các hợp đồng béo bở, nhưng vẫn chấp nhận vì ông Thanh ăn được, làm được, không như các lãnh đạo khác chỉ toàn ăn mà không làm được điều gì cho dân. Công bằng mà nói, nhìn sự lột xác của thành phố Đà Nẵng dưới thời Nguyễn Bá Thanh, dù muốn cũng khó để có thể phủ nhận công lao của ông bỏ ra đối với thành phố này. Đà Nẵng đã lột xác đến chóng mặt dưới thời ông Thanh, với chủ trương đổi đất lấy cơ sở hạ tầng, đã làm cho bộ mặt thành phố thay đổi nhanh chóng. Và cũng thông qua các dự án, chủ trương, ông Thanh cùng với nhóm thân hữu của mình đã trục lợi không biết bao nhiêu là tiền. Không phải Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hay Nguyễn Xuân Phúc muốn diệt trừ tham nhũng, mà chẳng qua là họ đang giành giật lại miếng bánh nằm trong tay nhóm tư bản thân hữu lọt được tạo ra từ thời Nguyễn Bá Thanh. Việc chính quyền Cộng sản Việt Nam quyết bắt cho bằng được Phan Văn Anh Vũ, ngoài việc phanh phui ra một loạt quan chức đã chống lưng cho ông này, nó còn làm rõ chân tướng của một Nguyễn Bá Thanh, một người từng được nhiều người xem là thần tượng. Cho đến tận bây giờ, chúng ta khó biết được bỏ trốn là quyết định của Vũ Nhôm hay ông phải chịu áp lực và dụ dỗ từ những người khác. Vì rõ ràng nếu Vũ Nhôm trốn thoát, sẽ có rất nhiều yếu nhân thở phào nhẹ nhõm,
Trong khi Vũ đã bị bắt thì lại có nhiều lãnh đạo đang đi đứng không yên. Rốt cuộc Phan Văn Anh Vũ đã không thể trở thành Trịnh Xuân Thanh thứ hai. Thượng tá tình báo công an Phan Văn Anh Vũ chính thức bị các đồng nghiệp của mình bắt giữ và đưa về Hà Nội vào buổi chiều ngày 4 tháng 1 năm 2018, tức là chỉ tròn một tuần sau khi đại gia Vũ Nhôm chính thức ra đi tìm đường cứu nước. Vào lần này, Tổng Bí thư Trọng có hy vọng không phải nuốt hận như vụ Trịnh Xuân Thanh. Lẽ đương nhiên những người thuộc cánh bên đảng như Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc rất muốn truy ra ai và thế lực nào đã bảo kê để Phan Văn Anh Vũ đào thoát khỏi biên giới Việt Nam để sang Singapore một cách ngọt ngào đến thế. Cho đến tận bây giờ, bất chấp nhiều bức bối cùng chỉ trích của cán bộ và tướng lĩnh Lão Thành, vẫn chẳng có bất cứ tin tức nào được công bố về việc ai và thế lực nào đã bảo kê cho Trịnh Xuân Thanh đào tẩu khỏi Việt Nam ngay trước mũi Tổng Bí thư. Hậu quả của vụ việc mà ai cũng hiểu là có xuất xứ từ xung đột nội bộ này là vụ tàng hình ấy chắc chắn đã được giúp sức bởi một thế lực đủ mạnh và đủ biện pháp nghiệp vụ. Và thế lực giấu mặt này không chỉ mang ý nghĩa nhỏ bé như một hành động chọc tức và khiêu khích đối với Tổng Trọng, mà lớn lao hơn thế nhiều. Có thể trở thành một loại đối trọng chính trị theo đúng nghĩa đen của từ điển chính trị học. Trở thành tương lai ám ảnh đối với tương lai chính trị có thể còn kéo dài đến ít ra cuối đại hội 12 của Tổng Bí thư hiện tại. Chưa bao giờ ông Nguyễn Phú Trọng cùng nhóm quyền lực khuynh đảo trong đảng cầm quyền lại bị vỗ mặt bởi những thách thức vừa khiêu khích vừa sẵn sàng ra đòn hạ độc như hiện thời. Vụ Trịnh Xuân Thanh chắc chắn đã khiến ông Trọng khó ăn khó ngủ, để từ đó ông ta có thể hình dung nếu Vũ Nhôm trở thành Trịnh Xuân Thanh thứ hai thì tình thế sẽ biến đến thế nào. Thậm chí ngay cả sau khi Trịnh Xuân Thanh tự nguyện về đầu thú, cũng chẳng có manh mối nào về một đường dây và những bóng đen nào đã bảo kê cho Thanh đào tẩu. Hoặc có thể ông Trọng biết, nhưng do biện pháp tình thế nên đành phải im bặt. Nhưng với vụ thượng tá tình báo công an Phan Văn Anh Vũ, ông Trọng ít phải chịu sức ép vỗ mặt hơn. Nói cách khác, Vũ Nhôm là một đặc trưng cho cuộc chiến với Huỳnh Đức Thơ ở Đà Nẵng, mà ông Thơ lại được dư luận xem là người của Anh Phúc, tức là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Do vậy, ông Trọng có vẻ có được vị thế trung dung và khách quan hơn khi đưa ra quyết định xử Vũ Nhôm. Vấn đề cốt yếu của ông Trọng có thể chẳng liên quan gì đến những hoạt động của các nhóm lợi ích ở Đà Nẵng, mà vụ lôi cổ Phan Văn Anh Vũ từ Singapore đã mở ra một cơ hội lớn để ông Trọng có được cái lưỡi mà từ đó có thể phăng ra đường dây và thế lực nào đã bảo kê và tổ chức cho Phan Văn Anh Vũ đào thoát. Khác nhiều với Trịnh Xuân Thanh chỉ là một danh nhân, Phan Văn Anh Vũ còn là một sĩ quan trung cấp ngành an ninh tình báo, do vậy có thể cầm chắc là trong tay Vũ hoặc trong đầu Vũ đã luôn có những sự việc cụ thể cùng những cái tên cụ thể. Đó là những quan chức đã ăn chịu với Vũ Nhôm qua nhiều thương vụ, rất có thể đầy tính phi pháp. Và do Vũ trưởng thành từ ngành công an, chắc chắn một phần không nhỏ trong số các quan chức ấy mặc sắc phục, thậm chí sắc phục cấp tướng. Có lẽ chẳng phải ngẫu nhiên mà vào chiều ngày 4 tháng 1, khi Vũ về, đã xuất hiện tin đồn đoán là sẽ có ít nhất một tướng công an rơi quân hàm, hoặc thậm chí còn bị nhập kho. Nhưng một dấu hỏi lớn là Tổng Bí thư Trọng liệu có hài lòng và tạm dừng với kết quả chỉ một vài viên tướng nào đó bị mất chức, hay ông Trọng sẽ nhân đà đó để thừa thắng xông lên và ra lệnh bắt bớ hàng loạt tướng lĩnh khác của ngành công an. Cũng đang có những dấu hiệu cho thấy trong chiến dịch truy bắt Phan Văn Anh Vũ, Tổng Bí thư Trọng có vẻ ưu ái lực lượng của Tổng cục 2, Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng. Từ tháng 4 năm 2017, đã có một bàn tay bí mật nào đó tung lên mạng xã hội nhiều tài liệu đóng dấu mật và tuyệt mật để chứng minh Vũ Nhôm cùng một số quan chức cao cấp công an đã dùng công ty Bình Phong để trục lợi bất động sản như thế nào. Vụ Vũ Nhôm còn có thể có ý nghĩa như một sự phục hồi đáng kể của Tổng cục 2 quân đội kể từ sau vụ T4 vào giai đoạn năm 2002 đến 2003 mà đã khiến Tổng cục này phải chịu nhường sân cho các cơ quan an ninh và tình báo của Bộ Công an. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần bình luận có tựa đề Vũ Nhôm bị bắt và thần tượng Nguyễn Bá Thanh. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin đừng quên bấm đăng ký để cập nhật tin tức mới nhất về hiện tình Việt Nam. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong phần bình luận lần tới.